đã hết 5 phút, giờ tía sẽ xịt lại với nước sạch xem kết quả như thế nào. Đây là một thứ xà bông rửa xe dành cho người lười, anh chị em mình không nghe lầm đâu, mà siêu lười nữa là khác. Phải công nhận là từ hồi có cái lót cúp da này tiện ghê, mỗi lần rửa xe chỉ cần kinh ra thôi. Vẫn là chiếc máy rửa xe Decathlon quen thuộc, việc đầu tiên thì mình phải cấp nguồn cấp nước thì nó mới hoạt động được nha anh chị em. Tiếp theo là bật công tắc lên và đợi một khoảng thời gian cho nó hút nước. Rồi, ok rồi đó. Lia một vòng cho anh chị em mình thấy hiện trạng chiếc xe trước khi rửa nó như thế nào nha. Rửa xe một tiếng không chạm. Xin phép dòng họ nội ngoại hai bên, sau khi khui nắp, Tài sẽ cho một lượng dung dịch vừa đủ vào bình. Nói là vừa đủ vậy thôi, nhưng mà Tài pha đại pha càng, không có theo tỷ lệ nào hết á. Có hướng dẫn sử dụng đàng hoàng, nhưng mà Tài cái tật làm biến nó vậy á, không bao giờ chịu đọc. Ở đây có anh chị em nào giống Tài không? Mình dặn cho số 1 cái coi. Lắc đều, lắc đều, lắc đều. Gắn xong rồi, mình vác đồ chơi ra chiến trường thôi, coi lần đầu tiên cảm giác nó như thế nào. Full hay gọng rồi, để chỉnh cái bét lại tránh lãng phí. Pha tầm bậy tầm bạ nhưng mà bọt phun cũng ngon quá chứ anh chị em. Sang khúc này đã bắt đầu chuyển giao công nghệ qua cho tía rồi nha. Cái này là sạch xong rồi, 5 phút sau là rửa không có cần chà gì hết. Hết rồi đó, hết nước rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chờ 5 phút cho nó tự tuôn. Đúng với cái tên xà bông rửa xe dành cho người lười luôn, mình không có cần chài rửa gì hết trơn đó anh chị em. Đã hết 5 phút, giờ tía sẽ xịt lại với nước sạch xem kết quả như thế nào. Bóp đi, nó bị ấy. Ok, cũng ra ngô ra phai, nhìn gắt ư là này nọ phải không anh chị em. Và đây là kết quả cuối cùng, là để tự nhiên, phải nắng phải gió luôn, chứ không có lao gì hết trơn á. Không biết ở đây có anh chị em nào đã sử dụng qua loại xà bông này chưa nhỉ, thử cho điểm em nó cái nè.